ở trên điện mẫu á, mà ai lên chảnh đốt nhang á, thấy hai bên nó đẹp á, một tay một thái làm á, tiền của nó không trả tiền lại đá đồ nó không có chịu lấy, cho nên nó rất là nhiều công đức á. Thái này nè, nó tự nó làm lấy tiền rồi tự nó lên làm đá rồi trồng bông xung quanh chỗ điện mẹ đó, là một tay nó làm á, đẹp dễ sợ không. Cái hộ đâu có mà dầm nắng dầm mưa nữa, trời ơi, mấy bữa mưa thấy nó cũng tội nghiệp lắm. Mày dễ thương mà đưa tiền lại nó không thèm lấy, làm nhiều đổ lên núi nha. Thì đó, sư phụ chỉ nhận công đức là như thế, chứ không có nhận lấy tiền. Mà có nhiều người ngộ lắm, cứ nghĩ là gửi tiền qua sư phụ không có, gửi bao nhiêu sư phụ sẽ check bỏ hết. Nhiều người lắm, có những cái check rất là số bự, có cái check 50.000 nữa không biết có ai, gửi sư phụ sẽ bỏ luôn. Thế muốn có ngon á, chơi kiểu thằng Thái á, tự mua đá đi hôm thì bô rồi tự design phải không, là sư phụ nhận cái đó. Chứ mình nói Thiên Long Sơn mình mà không nhận gì hết á, thì nó hơi ngã mạng không biết không. Cứ phụ nhận, nhận cái lòng, nhận cục đá, nhận cây bông, nhận công sức, thì để cho chư thiên thấy đẹp thì chư thiên độ người đó. Chứ đối với phụ thế gian này là phù du phụ đâu cần gì có ai đâu mà gửi tiền gửi gì tới. Có nhiều người không biết rồi cứ gửi. Mà hôm nay nói luôn, ở trên mạng á, tụi Mỹ á, somehow nó có một cái Thiên Tâm Museum Donation, cái đó là ma giáo kìa, đừng có ai donate cho Thiên Tâm Museum hết, đó không phải của sư phụ. Nó chỉ lấy một cái số ID của mình ở trên Payroll Stack á, rồi nó làm được cái đó, rồi cái donate vô cái PayPal gì đó. Có một đứa Phật tử ở Dallas bữa hổm đưa cho hội giật mình luôn. Bây giờ luật sư phải nói chuyện với nó, mình đâu có khe đâu. Ai ngu donate vô Thiên Tâm là gán chịu. Thiên Tâm chưa bao giờ xin tiền bất cứ ai. Ở ngoài kia có nhiều cái nhóm, nó làm mấy website, rồi nó để địa chỉ của mình, nó để Thiên Long Sơn, rồi hình của Thiên Long Sơn, nó làm y chang vậy đó. Rồi cái người ta ở trên thế giới, ta donate vô là nó lấy. Sư phụ hoàn toàn không biết. Để bữa nào post lên trên group cho mấy con coi. Nhiều lắm à, mà không phải của mình nha mấy con, đừng có đôn nay gì hết trơn á. Có nhiều đứa không biết, đây sư phụ con mới đôn nay sư phụ con $300. Ủa sư phụ đâu có gì đâu, cái nó link cái website sư phụ có quản hồn. Bây giờ đưa cho luật sư làm việc, luật sư nói bây giờ mình mà thưa nó đó, mình cũng chẳng được gì, tốn tiền dữ lắm. Ở ngoài đó nó ghê lắm, nó lấy tên của mình mà nó đi xin tiền. Mấy cái đó nó không có khó, địa chỉ thì cũng đúng của mình, tên cũng đúng của mình, nó làm cái trang, nó làm một cái website, rồi cái người ta bỏ vô, nghĩa là trả PayPal, Visa gì đó, và cái vô account của nó. Cho nên tất cả hội thiên hôm nay nghe cái clip này, đừng bao giờ đôn ngay cho Thiên Tâm một đồng một cent nào nghe. Tiền của cha cho sư phụ rất là nhiều, một năm công ty sư phụ bỏ vô 4-5 triệu để mà mình sinh hoạt, cho nên mấy con xài không có hết tiền á. Chỉ còn cái này sổ sách giữ có đàng hoàng hay không thôi. Rồi còn đi mua vòng vòng những cái building để những tiểu bang khác, để cho những giống như Maryland hay là Seattle, từ từ sau này đều có nơi để mà cha mẹ ngự mỗi tiểu bang. Thì cái chuyện đó chuyện lớn cho hội từ từ lo. Còn chuyện trước mắt đó là nước Việt á. Còn xin tiền là mình không có xin. Phải coi cho kỹ á.